Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bơm Nước Thuận Hiệp Thành. Trang web của Bơm mình là bơmnước.vn. Trước mặt mình đây là dòng sản phẩm mới nhập về của hãng Bentax, là dòng sản phẩm máy bơm chìm nước thải series là DM. Thì trước đây là những cái từ năm 2022 trở về trước thì dòng sản phẩm DM mình sẽ có được sơ màu xanh, nhưng mà hiện tại là sẽ chuyển qua là màu đen. Cho nên là từ cái series từ năm 20 từ giữa năm 2022 trở về sau sẽ là màu đen, và trước đó thì là màu xanh, là đều là do hãng Bentax sản xuất, có thông số là y như cũ nhưng mà chỉ thay đổi màu sơn thôi. Thì đây là sản phẩm, đây là máy bơm DMT 210 có công suất là 2 ngựa. Thì dòng DMT này là dòng công nghiệp, do đó là điện dùng cho điện 3 pha, có công suất là từ 2 ngựa cho đến 10 ngựa. Vì là dòng công nghiệp cho nên là thiết kế của dòng DMT có phần thân bơm, phần cánh bơm, phần nói chung là toàn thân là mình làm bằng gan. Do đó là thiết kế rất là chắc chắn và bơm có trọng lượng nặng. Và thiết kế này là phù hợp với lại dãy lưu lượng và cũng như là cột áp rất là cao. Và bơm này mình dùng để bơm nước thải sạch, nước bẩn. Và phần chân bơm thì dạng như phần chân thở để thích hợp là dùng để bơm bùn loãng. Và bơm được nhập khẩu nguyên chiếc từ hãng Bentax Ý. Thì ở trên phần tem của mình sẽ có tem chống giả, cũng như là đây là phần tem chống giả của sản phẩm máy bơm Bentax. Về giá thành thì bơm so với các dòng máy bơm chìm nước thải của các hãng tương đương nhập khẩu từ Ý thì Bentax có giá thành rất là cạnh tranh, và công ty Thuận Hiệp Thành là đại lý phân phối chính thức của dòng Bentax, do đó là bên mình có giá rất là tốt, và đặc biệt là giá tốt dành cho đại lý hay là các dự án. Thì về giá thì mình cứ liên hệ với Thuận Hiệp Thành để biết thêm chi tiết về giá. Và sau đây là mình sẽ quay cận cảnh cái dòng sản phẩm mới của dòng DMT Bentax. Đây là model lưu lượng, cục áp, cỡ nòng, chân bơm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Thì mình lưu ý là các sản phẩm của bên mình đều là phân phối, đều là hàng chính hãng có giấy tờ nhập khẩu đầy đủ, và nếu như mà mình có yêu cầu công chứng hay gì thì bên mình đều đáp ứng được. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh của mình và theo dõi kênh của mình để được cập nhật những sản phẩm mới cũng như là những chính sách bán hàng mới của bên mình. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.